tiếp tục cái video say xỉn hôm qua bác nhá. Hôm nay thì không say nữa rồi, để chưa quay nốt những cây hôm qua quay dở nhá. Mới lại hỏi giá cho các bác, nhưng mà chả thấy cây cô bán ở đâu cả. Tí nữa ra thì hỏi bác nhá. Đây, ba cái cây này rất là thích, ba cây này. Bộ ba sam núi. Ra nhìn thực tế thì nó mịn lắm quá, quay thì có nhìn ở trên màn hình nó không ok lắm, nhưng mà thôi cứ quay lại thôi. Này vẩy tí nước vào xanh xanh nữa. Làm một đôi này có tiền, làm ba con này cũng được, mấy con ở giữa này hay đây này, con này góc này con nhá. Nói chung là hôm nay thì có ba cái cây này nó mới, với lại nó ok nhất ở đây. Đấy, lướt qua chỗ con xanh hay hay này bạn. Rồi. Quay con này. Quay cái con túc. Túc mà tôi thích con nọ đây. Thật ra tôi thích thì thích cái tổng thể hòn đá của nó ấy. Nhưng cây túc thì nó cũng bình thường thôi. Tôi thích cái hòn đá của nó. Vừa giúp mãi mới vào nơi cùng mà kéo nó không ra được. Quay kỹ một tí. Đi chợ nhiều khi nhiều quá không quay được hết. Ngay ra tập trung quay mấy cái cây hay hay, nhưng mà nó lại chật quá. Đây mặt sau nó đây, chật quá không vào được. Nói là tựa sơn nhưng cũng có lý, rất nhiều quả. Chắc phải đi ra không vào được. Không vào được quá. Túc này nó có cái hay, nó lại đang ra quả, nó nhỏ mà lại có nhiều quả. Còn cái rễ của nó ôm vào cái hòn đá, nó không cần quá nhiều rễ mà nó hay. Tôi thích như thế. Mỗi các bác một phong cách một kiểu, có khi các bác không thích. Tôi thích. Tía cô ra để hỏi giá cho nó rõ. Hỏi luôn mấy cái cây xanh xiếc này. Đây này, cây này cũng hay này. Nhưng mà người ta kiểu như là để nó rạc quá, chả bón biết gì cả. Đấy.
Rồi uống cốc trà, bây giờ tay nó cũng rủn nữa. Mình trưa nay làm đôi chén nó hơi giờ sốt ruột quá. Nhiều khi các bác xem thấy lắc lắc, tôi cũng biết mình thế nhưng mà tôi không giữ được, tay nó cũng rủn rủn. Này, từ góc này nói chung là không có nhiều cây đẹp mấy, nhưng mà để mà mua để mà chơi thì cũng có, không có những cây xuất sắc. Hôm nay là có ba cây san kia này, cây túc của tôi thích kia này, với một số cái cây xanh thôi nhỏ nhỏ. Làm cây này làm tháng lạc kìa, cây cằn quá. Ở đây có cái cây, cái cây sung hay là cây vả hay là cây ngái gì đây, mà cái mầm nó không phải mầm vả, nó rất là to. Sung thì không phải, nó họ là sung. Vườn si cổ ra, si cổ chả thấy bán hàng đâu, bỏ đi đâu hết rồi. Đang định hỏi giá mà chạy đi đâu hết. À, hai vợ chồng chả thấy ai đâu. Để có chờ được không? Đứng là tôi đứng đây cũng lâu lâu ấy, chưa thấy bà ấy đâu. Qua có bác hỏi vào hỏi giúp cái kim quýt này bao tiền, thì tôi nhớ ra là đợt trước bà bảo là bên này là 4 triệu đấy, nhưng mà giá bán chắc tôi nghĩ chỉ tầm 3 triệu thôi các bác nhé, khoảng đấy. Đợt trước tôi có hỏi cây này rồi, bà bảo bà mới bán một cây nó giống như này 5 triệu, thì tôi nghĩ là chắc chỉ bán tầm 4 triệu thôi, cây này chắc 6 hơn thì tầm 3 triệu khoảng đấy. À đây, ôi cái quái tay này run thế nhỉ. Để tiếp tục đi, chắc lúc nào lấy lương có tiền ra quất cái túc kia. Mình cứ thích cái cây ấy, hòn đá nó rất là gì. Nhưng mà cái ngọn hòn đá mà nó ngả ngả sau kia theo tôi thì nó nhọn lên hoặc là nó vót hẳn lên thì hay hơn. À đây, có một bác hỏi hôm trước hỏi bảo hỏi tôi hỏi hộ cây là tùng la hán này. Nó nhỏ nhỏ thôi, được cái nó có chậu trước trong chậu hết rồi, nó ổn định rồi. Thì thấy chắc bác ấy thấy mắc quá thì không lấy nữa. Bác bảo tôi hỏi hộ 1,5 triệu nhưng mà u đấy u không bán. Đấy, u đấy phải hơn 2 triệu u mới bán. Ông không biết bảo bao nhiêu nhỉ? À đâu, 3,5 triệu sao? Tôi không nhớ. Nói chung là bác ấy bảo đắt không lấy được. Bây giờ chẳng biết giá nó có thay đổi không mà thấy vẫn ở đây chưa bán được.
giác mình rất thích cái túc kia, quái thật, nó rất là tự nhiên, chưa hề vào dây tí nào. Đấy nha các bác nha, bù lại cái video xe xỉn ngày hôm qua nhá, thì cây kim quýt này thì nhớ lại giá là tầm là 4 triệu nha các bác nha, giá mua chắc tầm 3 triệu thôi, hoặc là có thể thấp hơn nữa không rõ, người lâu cũng chưa thấy bán được. Đấy, thứ hai là cây rừng La Hán kia thì có bác đắt quá bác không lấy được rồi, còn ba cái cây này thì chưa thấy ra để hỏi, thì ra tôi sẽ hỏi update các bác nha, các bác chờ lâu quá sẽ lấy bài đâu cả.